Chào mừng các em đã đến với trang lờiGiaHay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 2 trong 130 sách giáo khoa môn địa đến lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Kể tên các địa mảng lớn trên trái đất. Hãy cho biết Việt Nam thuộc mảng kiến tạo nào? Cô có hình ảnh các địa mảng lớn trên bề mặt trái đất. Quan sát trên hình, chúng ta có thể dễ dàng kể tên được các địa mảng lớn trên bề mặt trái đất. Chúng ta sẽ kể lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Đó là mảng Thái Bình Dương, mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Nam Cực, mảng Âu Á, mảng Phi và mảng Ấn Độ Australia. Việt Nam của chúng ta thuộc mảng Âu Á. Như vậy, trên bề mặt trái đất gồm có 7 mảng kiến tạo lớn và Việt Nam thuộc mảng Âu Á. Câu hỏi tiếp theo, dựa vào chú giải, tìm trên hình các địa mảng xô vào nhau và đối tiếp giáp của các mảng kiến tạo đó. Ở bảng chú giải, chúng ta có thể thấy có hai hướng di chuyển của các mảng kiến tạo, đó là hai mảng kiến tạo xô vào nhau và hai mảng kiến tạo tách xa nhau. Khi hai mảng kiến tạo xô vào nhau sẽ được ký hiệu bằng đường màu đỏ. Chúng ta có các địa mảng xô vào nhau, đó là mảng Phi với mảng Âu Á, mảng Âu Á với mảng Ấn Độ Australia, mảng Ấn Độ Australia với mảng Thái Bình Dương, mảng Bắc Mỹ với mảng Thái Bình Dương và mảng Nam Mỹ với mảng Nam Cực. Đối tiếp giáp giữa các địa mảng xô vào nhau được thể hiện bằng đường màu đỏ trên hình. Vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong các câu hỏi trong mục 2, trang 130, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lờiGiaHay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.